Kể từ khi nổi tiếng đến nay, Lisa đã vướng vào hàng loạt tin đồn tình ái, nhưng nữ ca sĩ chưa lên tiếng xác nhận. Cách đây không lâu, một tài khoản Instagram tiếp tục đăng tải tin đồn hẹn hò mới của cô nàng em út Blackpink. Thông tin khiến nhiều khán giả ngã ngửa, bởi trong quá khứ, Lisa và mỹ nam 1m91 Rowan của nhóm SF9 chưa có hiện tình cảm nào. Cụ thể, tài khoản nói trên tiết lộ rằng Lisa và Rowan quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chung trong nhóm nhạc nam Pentagon. Dù không có nhiều hiện tình cảm nhưng fan vẫn có thể phát hiện Lisa Rowan là một cặp đôi qua những bộ trang phục giống nhau. Cặp đôi chia tay do Rowan là người thay lòng. Theo nhiều nguồn tin, mỹ nam cao 1m91 đã phản bội Lisa, lén lướt qua lại với một thành viên Momoland. Sau khi bị lừa dối, Lisa đã nhất quyết cắt đứt liên lạc với Rowan. Bên ngoài, cô tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong lòng mỹ nhân Blackpink lại vô cùng đau khổ. Theo thời gian, Rowan hối hận cắt đứt quan hệ với thành viên Momoland và muốn quay lại với Lisa nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Tuy nhiên, theo người hâm mộ, đây là tin đồn nhảm bởi Lisa, Rowan chưa có bất kỳ hiện tình cảm nào. Họ có thể còn chưa đạt tới mức bạn bè chứ đừng nói là hẹn hò. Một tài khoản trên Instagram tiết lộ, tôi muốn nói cho các bạn biết rằng Lisa và Rowan từng gặp gỡ qua lại. Nhiều fan cuồng khác có thể khẳng định việc này. Lisa và Rowan hẹn hò trong khoảng từ 2018 đến cuối 2019. Họ quen nhau nhờ một người bạn chung trong nhóm Pentagon. Hai người dần trở thành bạn bè và nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy Lisa, Rowan không có nhiều hiện tình cảm như các bạn có thể phát hiện chuyện hai ngôi sao hẹn hò qua trang phục của họ. Lý do khiến cặp đôi chia tay là Rowan đã lừa dối Lisa hẹn hò qua lại với một thành viên Momoland. Sau chuyện này, Lisa đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Rowan. Cô ấy giả vờ không bận tâm chứ thực ra trong lòng rất đau đớn. Giờ đây, hai người họ không còn liên lạc, thậm chí cũng không phải là bạn bè nữa. Gần đây, Lisa và Rowan gặp lại nhau, không phải gặp riêng. Họ nhìn thấy nhau khi Blackpink và SF9 biểu diễn trong sự kiện. Rowan muốn nối lại với Lisa nhưng tất cả đã quá muộn. Lúc này, anh ấy cũng không còn liên lạc với thành viên Momoland nữa rồi. Thời gian vừa qua, series phim ngắn Extraordinary You là bộ phim nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của công chúng trong và ngoài nước. Xuyên suốt thời gian phát sóng, Extraordinary You chiếm lĩnh thứ hạng cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm từ khóa của các cộng điện tử. Dàn diễn viên thế hệ mới cũng nhận được phản ứng cuồng nhiệt. Đặc biệt hơn cả, trung tâm của con sốt không ai khác ngoài Rowan, chàng trai số 13 Haru. Là một trong số cái tên gây điên đảo trái tim thiếu nữ trong Extraordinary You. Nhưng trên thực tế, tiềm năng diễn xuất của Rowan đã sớm được bộc lộ ở các tác phẩm trước đó. Thế nhưng, anh lại bị chính fandom chỉ trích nặng lời chỉ vì quá nổi tiếng so với nhóm nhạc của mình. Từ khi thành công của bộ phim Extraordinary You, Rowan nhận được sự quan tâm nồng nhiệt hơn với tư cách là một diễn viên trẻ, dù trên thực tế xuất phát điểm của anh là một thần tượng. Điều này đã vô tình tạo nên những tình huống hỗn loạn ngay trong chính cộng đồng fan của Rowan nói riêng và SF9 nói chung. Một số fan SF9 bỗng bày tỏ sự không hài lòng với Rowan sau khi thấy anh xuất hiện trong Extraordinary You. Thậm chí, những lời chỉ trích nhắm về anh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn với những lý do như sau. Rowan quá thân thiết với những người bạn diễn của mình. Có mối quan hệ giả trong quá trình thực hiện bộ phim, tự ship bản thân với nữ diễn viên đóng cùng. Qua một đoạn review trên Instagram, Rowan không đề cập đến tên nhóm nhạc của mình. Khi chụp ảnh với người hâm mộ, Rowan không thực hiện các tư thế mà chỉ tạo dáng V. Bài viết Rowan đăng trên fan cafe của nhóm quá ngắn, không đăng bài trong thời gian nghỉ ngơi, không tham dự các lịch trình khác. Chứng kiến tình huống trớ trêu này, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã lên tiếng bênh vực Rowan trước những lời chỉ trích của người hâm mộ SF9. Họ tin rằng vì Rowan chỉ có thể ngủ 3 tiếng mỗi ngày vì lịch trình quay phim bận rộn. Thế nên, những việc đăng bài của anh trên fan cafe của SF9 quá ngắn là điều có thể hiểu được. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng fan service của Rowan khá tốt so với nhiều thần tượng khác. Đó là chưa kể anh vẫn dành thời gian đăng bài trên fan cafe để an ủi người hâm mộ, dù bản thân rất mệt mỏi khi chỉ được ngủ 2-3 giờ mỗi ngày. Cộng đồng mạng cũng đặt ra câu hỏi, vì sao các fan SF9 không biết về việc Rowan có tính cách khá rụt rè để rồi liên tục chỉ trích anh vì vấn đề xe cà phê.